Xin chào tất cả các bạn, à, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Mr Cảnh Excel. À, hôm nay mình chia sẻ cho các bạn là hai cái điều vô cùng quan trọng khi mà các bạn sử dụng Excel. Nó liên quan đến định dạng các bạn ạ. Thế thì như thế này nhé, các bạn thấy nhé, cái đầu tiên mà các bạn nhìn thấy cái cột thành tiền này đúng không ạ? Thì các bạn có khi nào nếu trường hợp mà các bạn đi làm ấy hoặc là Ai đó đưa các bạn một cái bản giấy đúng không ạ? Thì ở trên cái bản giấy đấy nó có những cái dấu gạch như thế này, đúng không? Các bạn nhìn thấy có những dấu gạch như, như vậy. Thì nếu trường hợp mà bạn không biết được là tại sao nó lại có dấu gạch như vậy, đấy, thì các bạn dễ là khi mà các bạn uh, nhập liệu hoặc các bạn gõ dữ liệu vào trong Excel thì các bạn lại gõ cái dấu gạch đó chẳng hạn như vậy, đúng không? Hoặc là các bạn nhập cái dấu gạch như thế này, đúng không? Các bạn nhập dấu gạch như vậy, sau đó các bạn enter như thế này. Đấy, các bạn nhập như vậy đúng không Ví dụ như thế Nếu trường hợp các bạn không hiểu thì các bạn nghĩ rằng là à, người ta nhập vào như vậy nhưng mà không phải các bạn nhé Đây là định dạng các bạn nhé Thì cái chỗ dấu gạch đó chỗ dấu dấu gạch đó là bởi vì ấy, nó là những con số 0 các bạn nhé Nó là những con số 0 cho nên là nó à, sau, sau khi định dạng đi thì nó sẽ trở thành cái dấu gạch như vậy Ví dụ mình, bây giờ mình nhập số 0 ở đây đúng không ạ Các bạn thấy là như thế này đúng không dấu không số không rõ ràng luôn như vậy đúng không đấy, trong các cái bảng dữ liệu của chúng ta bảng rất là nhiều dữ liệu đúng không thì nếu mà để số không ấy, thì nó lẫn với những cái con số khác nhìn nó rất là khó nhìn các bạn nhé ví dụ như thế này đúng không đó thì ví dụ mình nhập vài con số như này thì các bạn thấy là con số 0 ấy nó sẽ bị lẫn với những con số khác nếu mà cái bảng dữ liệu nó rất là nhiều như thế này này thì các bạn nhìn thấy nó rất là khó nhìn đấy đấy cho nên ấy, là ờ người ta để mà cho dễ nhìn hơn ấy thì người ta sẽ định dạng những con số đấy các bạn nhé, định dạng những con số đấy, thì những cái con số không đó được chuyển về thành những cái tự dấu gạch ngang như thế này, đó, thì mình kể cho các bạn là ngày trước ấy, cái lúc mà mình mình còn là sinh viên ấy, thì ở trong một cái tài liệu giấy mà ông ông thầy uh, trong một cái cuốn sách về giáo trình để mà học ấy thì ở trong những cái phần bài tập ấy nó có cái định dạng như này thì mình lúc đấy mình cũng không nghĩ ra là do là định dạng cho nên lúc mình lập công thức ấy thì mình sẽ thêm cái dấu gạch đó vào trong công thức luôn thì lúc mà kéo công thức nó ra đúng như vậy luôn tuy nhiên đó không phải là là uh, chúng ta làm như vậy đấy, mà là chỗ đó chính là cái, cái phần mà chúng ta phải định dạng thế là thành ra đúng ra là mình lại Uh, được điểm tuyệt đối thì lại lại là không không được điểm tuyệt đối là bởi vì một cái một cái lỗi rất là ngớ ngẩn như vậy đó công thức lập thì rất là giỏi luôn nhưng mà cuối cùng lại lộ ra một cái điểm yếu là chúng ta không nhận biết được là đó là do định dạng chứ không phải là uh, chúng ta lập công thức sau đó chúng ta thêm cái dấu gạch vào không phải như vậy các bạn thấy hình hình dung là như thế nhé Bởi vì sao chỗ đấy nó ra số 0 là bởi vì cái cột thành tiền này được là nhân số lượng nhân đơn giá đúng không Thế bây giờ giả sử mình thêm một cái số lượng vào đây mình bấm con số 5 ở đây chẳng hạn mình enter này Thì cái chỗ đấy nó chuyển thành số rồi Các bạn hiểu không Đấy ví dụ chỗ này Đấy chỗ này cũng thế luôn Nếu mà chúng ta chuyển thành một con số thì lập tức là công thức nó nhảy ra kết quả như vậy À, chỗ đấy nó là số 0 đó à, nó gạch ngang như vậy ấy, là bởi vì ấy, cái thành tiền à cái số lượng này không có không có bán đúng không ạ? Ví dụ như vậy thì cái chỗ đấy nó chuyển về số 0. Đấy, các bạn hình dung chưa? Đấy, thì đây là những cái lỗi mà những bạn mới sử dụng Excel ấy thì có thể sẽ không nhận ra cái điều đấy, cho nên mình làm cái video này mình chia sẻ cho các bạn nhé. Thì để mà làm cái cái việc mà những cái số không ấy nó chuyển thành cái dấu gạch ngang như vậy, ấy, thường đến những con số đó được định dạng phân cách hàng nghìn. Đó, thì các bạn làm như sau này. Ví dụ các bạn bôi đen nó nhé, bôi đen này, rồi sau đó các bạn chuột phải, các bạn chọn Format Cell hoặc các bạn sử dụng phím tắt là 1 đều được nhé. Thì các bạn thấy ở uh, tìm đến cái thẻ lâm bờ ở đây đúng không một custom này thì các bạn thấy nó đang đang ở cái dạng trạng thái như này các bạn thấy không đó đang được định dạng như này thì các bạn thấy ở dưới này này các bạn thấy có nhiều lựa chọn đây không này các bạn bấm vào đây đấy nếu các bạn chọn ở đây thì các bạn thấy những con số nó có cái tự đô na ở phía trước đây không các bạn thấy không đúng không nếu các bạn chọn vào đây thì nó cũng sẽ giải quyết được cái vấn đề là là như vậy đấy các bạn nhé số 0 ấy, thì nó sẽ là chuyển về cái dấu gạch ngang này các bạn thấy này mình ok mà hồi vừa rồi của chúng ta là cái này đúng chưa vừa rồi là cái này nhưng bây giờ mình bấm vào đây mình chọn ok này các bạn sẽ nhìn ở đây thì các bạn sẽ thấy nó như thế đấy thì nó sẽ là số 0 này đúng không những cái chỗ đó nó sẽ là số 0 này mình thử ở bên này tương tự như vậy cho các bạn xem này chuột phải nhé các bạn chọn format cell này đúng không ạ chúng ta chọn number và chúng ta chọn cắt sầm này các bạn kéo xuống đây nhé các bạn sẽ thấy nó có nhiều cái lựa chọn ở đây đúng không cái vừa rồi mình chọn là cái này này mình bấm vào đây nhé các bạn mình chọn ok này đấy các bạn thấy chưa thì những cái chỗ số 0 đấy á, nó sẽ chuyển thành cái dấu gạch ngang như vậy chứ không phải là do nhập vào hoặc là do công thức các bạn lập là các bạn đưa cái dấu gạch ngang vào đâu nhé các bạn chú ý điểm này nhé đó thì cái đó là cái cái mà mình muốn nói với các bạn đấy bởi vì khi các bạn làm việc với Excel là các bạn chắc chắn có làm việc với những con số đúng không ạ? đấy thì nó sẽ có trường hợp con số không như vậy đấy, nếu mà các bạn để con số không thì cũng được nhưng mà đôi khi nhìn nó sẽ rất là khó nhìn đúng không? để cho dễ nhìn thì sẽ định dạng như vậy đấy thì các bạn nếu các bạn muốn trở lại những ban đầu thì các bạn bôi đen nó này các bạn chỉ việc bấm lên trên này thôi sau đó các bạn chọn general nhé như thế này đấy thì những cái số không nó sẽ trở về như như ban đầu cho các bạn các bạn bấm vào đây này như thế này thấy chưa? Thì lúc này các bạn sẽ thấy là con số 0 nó sẽ trở về như vậy, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta phải phân cách hàng nghìn cho những con số lớn hơn một nghìn, đúng không ạ? Để cho dễ đọc hơn cho nên là chúng ta bôi đen và thường là chúng ta sẽ bấm vào đây để chúng ta phân cách hàng nghìn. Đồng thời chúng ta bỏ hai cái số 0 sau dấu chấm đi thì chúng ta bấm vào đây đó Thì đây là cái điều thứ nhất mà mình muốn chia sẻ cho các bạn Cái điều tiếp theo là gì à, Thì các bạn tính thành tiền bằng số lượng nhân đơn giá đúng không Nhưng mà các bạn thấy chỗ này có một cái cột đơn vị tính ở đây đúng không Chúng ta thêm ở đây đúng không Nếu mà trường hợp mà à, các bạn không muốn là có tự nhiên có thêm một cái cột này Các bạn muốn nó ghép nó vào đây này Cột số lượng này này Đấy thì à, ý là à, nó sẽ hiện là chữ 5, 5 cái như này Các bạn hình dung là như thế 5 cái này và 8 cái như này Đấy, ý là như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta viết như này thì chúng ta không thể tính toán được đúng không ạ? Nếu các bạn viết là 5 5 cái vào đây này, 5 cái đúng không ạ? Enter một cái thì các bạn thấy chỗ này các bạn không thể tính được 8 cái đúng không? Như thế này thì các bạn sẽ không thể tính được đúng không? Vậy thì làm thế nào để chúng ta vẫn viết được như vậy mà chúng ta vẫn tính được thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm như sau. Các bạn bôi đen nhé, bôi đen này, sau đó các bạn chuột phải. Tiếp theo các bạn chọn format cell nhé. Rồi sau đó các bạn sẽ chọn vào cái mục là number ở đây, sau đó các bạn chọn mục cắt sầm. Sau đó tại cái mục này các bạn nhé, mình cấp các, các bạn chọn số 0 ở đây cũng được. Để số 0 nhé, các bạn bấm đây. Sau đó các bạn chuyển con chuột lên trên này này, các bạn cách nó ra. Sau đó các bạn viết chữ cái vào đây. Đấy, nhưng mà các bạn phải để trong dấu nháy kép. Đấy, các bạn viết chữ cái như thế này. Đó, thì lúc này các bạn thấy chưa? Nó sẽ hiện là năm cái ở đây cho các bạn, đúng không? Sau đó chúng ta ok đấy thì lúc này cái cột số lượng này này nó có cái đơn vị ở phía sau đó đấy các bạn thấy không nó có đơn vị ở phía sau đó và lúc này công thức vẫn tính bình thường thôi đúng không Để bằng số lượng nhân với đơn giá đúng không số lượng tiền thì bằng số lượng nhân đơn giá như thế này các bạn kéo công thức xuống như thế này đó như vậy đấy thì đây là cái hai cái vấn đề mà mình muốn chia sẻ cho các bạn nếu trường hợp các bạn muốn bỏ đi ấy, thì các bạn tạo đâu bỏ đấy đúng không các bạn bôi đen này chuột phải này format cell nhé rồi các bạn vào đây và các bạn xóa cái chữ cái đó đi là được đúng không Đấy, các bạn bấm vào đây enter đó thế là các bạn bỏ đi được rồi đấy thì nếu mà trường hợp các bạn không muốn thêm cái cái cột đơn vị tính vào thì các bạn có thể làm như vậy thì mình chia sẻ cho các bạn hai cái vấn đề như vậy ở trong cái video này cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những cái video mới nhất các bạn nhé xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo